Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Hôm nay chúng ta sẽ lại đến một bài tỉ thí rất là đẫm máu đến từ hai chiếc máy. Bên này là flagship của Apple này và bên này là flagship của Xiaomi. Đây là một chiếc iPhone 7 Plus, còn chiếc bên này cũng là một cái Plus nữa nhưng mà chỉ là 5S Plus thôi. Về cấu hình thì cả hai chiếc máy chúng ta đều có một chip 4 nhân, A10 Fusion cũng là một chip 4 nhân này, 821 cũng là một chip 4 nhân này. Về mức RAM thì sẽ hơi lệch nhau một tí. Chiếc 5S Plus này thì sẽ có 4GB RAM, còn chiếc iPhone 7 Plus của mình thì chỉ có mỗi 3GB RAM thôi. Hôm nay thì mình muốn thử xem là 821 với cả A10 thì liệu con chip nào sẽ ngon hơn đây. Chiếc 5S Plus này thì mình đã bật sẵn chế độ tối ưu hóa bộ nhớ rồi. Thế nên là tí nữa chúng ta sẽ kiểm tra xem là 3GB RAM, 4GB RAM đa nhiệm có nào ngon hơn. Đầu tiên thì các bạn hãy xem nhá, chúng ta sẽ không có bất cứ ứng dụng nào chạy nền này. Ấn vào này phát nữa. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tựa game Samborun 2. Thật ra về hiệu năng thì mình cũng đoán là con iPhone 7 Plus này sẽ ăn thôi. Chip mạnh quá mà. Đấy, đoàn gái xong luôn này. Nó chênh lệch vãi cả trưởng luôn ấy. Rõ ràng luôn so với cả chiếc 5S Plus này. Tầm phải 6-7 giây luôn. Cho chạy nền nào. Tiếp theo sẽ là Subway Surfer. Quá nhanh và nguy hiểm. iPhone 7 Plus lại tiếp tục chiến thắng. Và có lẽ là cái điều này thì chúng ta cũng dễ hiểu, bởi vì vốn dĩ là con chip A10 bây giờ đang coi là con chip điện thoại mạnh nhất vào thời điểm hiện tại. Với tựa game này thì có vẻ sự chênh lệch bắt đầu ngắn ngắn hơn rồi. Tiếp theo sẽ là tựa game Fruit Ninja này. Hai game vừa rồi sự chênh lệch có vẻ ít. Tiếp theo sẽ là Dumb Way to Die 2. Shit, bên 5S Plus có vẻ bị lag nhẹ một tí. Còn hơi giật chứ. Tiếp theo sẽ là tựa game Monster Dash. iPhone quá nhanh, quá nguy hiểm luôn. Thôi, cái phần hiệu năng thì chúng ta cứ vui vãi. Thật ra thì 5S Plus và cái màn hình trong cũng tốc độ cũng không kém chiếc iPhone 7 Plus là mấy đâu. Sẽ là check back your eyes xem. Đó, những cái tựa game về sau này thì có vẻ những sự chênh lệch bắt đầu nó ngắn lại dần. Sắp chai dần xem nào. Rồi, iPhone 7 Plus là giành chiến thắng. Oh shit, tại cái thông báo đấy. Tiếp theo sẽ là Advan 8 này. Rồi, iPhone 7 Plus lại một lần nữa vào trước. Và bây giờ thì mình sẽ chờ cho tốc độ màn chơi của hai máy xem. Chờ nào sẽ nhanh hơn. Start rate. Rồi, iPhone 7 Plus như dự tính của mình, nó đã lại chiến thắng. Và thôi, đến đây chắc là mình khẳng định luôn được rồi là hiệu năng của iPhone 7 Plus là hơn hẳn so với cả chiếc 5S Plus. Hơn hẳn luôn ấy, mình nói là hơn hẳn luôn, sự chênh lệch rất là rõ ràng. Như vậy chúng ta sẽ còn một tựa game nữa thôi. Và sau đó chúng ta sẽ đến với phần kiểm tra về khả năng đa nhiệm. Rồi, vào rất là nhanh và bá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ quay về kiểm tra khả năng đa nhiệm của hai máy để xem rằng là 3GB RAM và 4GB RAM sẽ như thế nào. Rồi, 3GB RAM đã chính thức có vẻ như là đã chiến thắng. Cũng chưa chắc. Đúng rồi, nhưng mà chiến thắng rồi, nó đã chênh một game rồi mà. Smart Hit thì sao nhỉ? Smart Hit máy vẫn còn đang tốt này. Fruit Ninja, hai máy vẫn đang chạy này. Dumb Way to Die 2, hai máy vẫn đang chạy. Monster Dash. Tiếp theo là Jetpack Joyride vẫn tốt. Tap Titan xem nào. Như vậy 4GB RAM chiếc Mi 5S Plus này thì mặc dù đã bật chế độ tối ưu hóa bộ nhớ rồi nhưng mà vẫn thua kém một phần nào đó so với cả 3GB RAM của iPhone 7 Plus. Các bạn có thể xem kết quả. Tuy nhiên thì nó bị chênh một game đó, xem Run 2 thôi. Còn có thể là sau này mình sẽ làm thêm một bài test thì nó nặng hơn một tí để xem rằng là cái giới hạn của 4GB RAM nó sẽ đến đâu và giới hạn của iPhone 7 Plus sẽ đến đâu. Thôi, chuyện đó sẽ để sau. Và đến đây thì mình cũng đã hoàn thành xong bài speed test giữa iPhone 7 Plus và chiếc Xiaomi Mi 5S Plus. Về hiệu năng và khả năng đa nhiệm thì chiếc iPhone của chúng ta đều đã chiến thắng và một cách là rất là thuyết phục. Về cái sự chênh lệch hiệu năng thì nó khá là rõ ràng. Còn về khả năng đa nhiệm thì các bạn có thể thấy rằng là nó đã vượt lên một game.
thì nó vượt hơn một game, có thể coi là nhỉnh hơn một tí cũng được. Và các bạn muốn về sau thì mình sẽ làm thêm speed test của chiếc 5S Plus này với chiếc máy nào khác thì hãy gợi ý cho mình ở phần comment bên dưới này nhá. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.